Nè nó nè, đây một em chim trắng này cả nhà. Đó, nó mau lớn lắm luôn. Cái hàm răng nó hung dữ, cái hàm răng nó dài ghê cả nhà ơi. Đó, ở đây cá chim trắng nè với cá dồ mình tách ra một bên nè. Đó, lựa mấy em ra nè. Đó, chim trắng này cả nhà. Nó hung dữ lắm ha. Gì mà cũng sốc nó vậy. Rồi bây giờ mình với em mình đổ ra từng bao cả nhà. Mình lựa cái con chim trắng ra ha. Mình lựa con chim trắng ra mình tách riêng ra cái thùng nhỏ nè, mình tách riêng cho nó ha. Đây, con chim trắng nó hung dữ cả nhà. Đó, mình lựa vậy đó. Đã vô bắt cá lô, cá vô bắt cá lô. Cá vô này nè, để bên đây bắt trước, để bên kia nó nhảy lộn vô rồi sao. Đây nè, cá vô nè. Cá vô thì không sao. Rồi dở đây hết rồi, coi đủ rồi cái đổ qua. Nè, dạch dạch vậy nè. Con này cá chép không sao. Rồi để qua. Đó, mình lựa ra cho nó kỹ cả nhà. Thì con chim trắng nó hung dữ lắm luôn. Rồi cưng cứ từ 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 từ. Làm từng bao, vớt là ít ít thôi, vớt quá nhiều thấy chưa, nó nhảy ra hết trơn, con cá này nó nhảy dữ lắm. Rồi dạch dạch từ từ, dạch từ từ, vớt là một ít thôi. Nè nó nè, đây một em chim trắng này cả nhà. Đó, nó mau lớn lắm luôn. Cái hàm răng nó hung dữ, hàm răng nó dài ghê cả nhà ơi. Hả, cho em qua đây ra cái mương nhỏ của mình riêng ha. Rồi coi từ từ, coi kỹ, sót một con là mệt lắm, còn kìa. Thường ngẫu quá. Rồi bắt ra từ từ coi nó. Bắt ra từ từ thôi, vớt một lần ít thôi. Ít thôi dòm dòm kỹ sót một cái một là nó. Đó, rồi. Rồi, vậy là từng thao mình cho nó xuống mương cả nhà. Mình tách riêng nha, mình thả xuống mương cho nó kỹ ha. Rồi lần ít ít vậy đó. Đúng rồi đó. Chính xác luôn. Mấy con gà xung quanh nó me cả nhà ơi. Rồi vậy là mình lấy nguyên thao mà mình thả xuống mương đó. Mình còn ở ngoài là tổng cộng là 30 kg, là 6 bao cả nhà. Ở đây mới ôm vô một bao thôi. Đó, vậy là mình lấy cái thao đó mình xuống cái mương của mình thả từ từ xuống nha. Đó con. Con này bự quá chắc mừng thịt luôn ha. Rồi bây giờ mình mỗi một bao mình đều tách ra nha cả nhà. Đó, ở đây cá chim trắng nè với cá dồ mình tách ra một bên nè. Đó, lựa mấy em ra nè. Đó, chim trắng nè cả nhà. Nó hung dữ lắm ha. Đó, ở đằng kia mình còn mình thả xuống mương một bao rồi. Mình để còn ở góc cây cốc 4 bao nè. Mỗi một bao là 5 kg rồi cả nhà. Đó, lựa từng bao hết mình thả xuống mương luôn. Đó, mình tách ra. Cá dồ, cá chim trắng, rồi cá mè trắng riêng ha. Rồi mình đổ xuống mương từ từ. Thì con chim trắng nó hung dữ, nó lấn lướt mấy con kia lắm cả nhà ơi. Cái gần của nó là dữ lắm luôn. Mấy con mè trắng này thì nó tập tính của nó là nó nhảy lắm nghe cả nhà. Đó. Rồi bây giờ mình truyền cho anh em mình thả nhẹ nhẹ xuống mương ha. Từng thùng cả nhà. Rồi để nghiêng nghiêng thả nhẹ nhẹ xuống. Ồ, cưng đứng ở trên cầu đi, cưng làm gì về quá. Ồ, thả nó ra vậy cả nhà. Đó, mình lựa đều quá hết rồi đó. Con mè trắng thì nó hơi yếu, nó ngợp ngợp chút xíu, nó ngửa bụng à. Nhưng mà để mình lựa kỹ chim trắng rồi cho nó chắc ăn cả nhà ơi. Con nào ngợp thì có con nó tỉnh, có con thì nó ngủm luôn. Con nào ngủm thì lụm lên kho tiêu luôn cả nhà ơi. Con nào tỉnh lại thì cho nó xuống mương, nó bơi đi luôn chung với mấy cái bầy cá điêu hồng, cá chép rồi luôn ngoài mương ha. Rồi bây giờ mình thả xong mấy em mè trắng cả nhà ơi. Ở nhà lu bu quá nên lúc mà thả mấy con cá dồ với chim trắng ngoài sau vườn em mình đi thả mình không quay ha. Đó, mình thả xuống mương hết rồi. Đó, có một vài em mè trắng nổi bụng lên nè cả nhà. Đó lại cho mình trong quá trình mình kỹ mình lựa mình sóc nhiều quá cả nhà. Cái mè trắng nó hơi yếu ha. Nếu mình sóc nhiều quá thì nó ra nhớt, nó ngộp oxy, nó chết. Đó, có con thì cũng bơi bơi sống được, có con thì nổi bụng trắng trắng nhóc này cả nhà. Đó. Từ giờ mình vớt cũng mấy chục con rồi. Nhưng mình mua tới mình mua tới 30 kg là nhiều dữ lắm nên nó chết chút xíu không sao. Chủ yếu là mình lựa mấy con chim trắng, mấy con cá hung dữ ra bớt cả nhà, đang nuôi cho nó an toàn ha. Đó, thả xuống thì nó dọn mương, nó sống chung mấy con điêu hồng nè. Mấy con điêu hồng đang đội nè, với mấy con cá chép nha. Đó, trong mương này thì bây giờ mình thả mấy ngày cũng mấy chục ký cũng nhiều quá cả nhà.
à, cũng dễ nuôi. Thả lai gà, lai gà nó cũng tự kiếm sống, lâu lâu cái mình dặm thức ăn cho nó chút chút thôi. Là cuối cuối năm là 6-7 tháng này nó cũng to lắm cả nhà. Rồi đây là gốc ở cái vèo thứ 5 của mình ha. Đó, đây cũng là cái tóp ăn ké bên ngoài là cả nhà. Đó, bây giờ mình thả bên ngoài cũng nhiều rồi, mình cũng gãi thức ăn chút chút và dặm thêm cho mấy em cá này ha. Đó, bình thường này nó ăn ké mấy cái vèo này thôi, thức ăn thừa cho ra nó ăn. Bây giờ thấy nó mau, nó to quá cả nhà ơi, nên phải cho nó thêm dặm thêm lai gai cho nó ha. Đó, con nào con nấy bự bự hết cả nhà. Rồi, video bữa nay của mình thả cá mè trắng xuống mương xin tạm dừng ở đây ha. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà những video thú vị tiếp theo của mình. Xin chào cả nhà.